bự dữ trời. Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Sang đến quay cách anh cưa cây sao. Thì cây sao này gồm có hai đọt, rất là to, nhiều nhánh. Nằm sát ao cá. Cái bên có trồng mít chứ sầu riêng. Đây có cái đường ống nước. Xin mời cả nhà cùng theo dõi cách anh sẽ cưa cây sao này như thế nào nha. Bây giờ anh Sang bắt đầu leo lên mở dây điện và cưa luôn cả nhà. Giường á. Anh Sang cũng đã tháo cái sợi dây điện ra. Thì bên dưới anh Kiệt sẽ hỗ trợ trên Sang. Này anh Kiệt buộc cái máy cưa lên trên Sang. Kéo lên. Kéo lên. Anh Sang hôm nay sử dụng một cái máy đục cục rất là nhẹ và gọn ha. Mình cũng sắm cho mình một cái máy cưa nhỏ để mình đi cưa cả nhà. Chắc mình đi cưa những cái chuối, cái mít, rồi cái xoài rồi. Anh Sang đã lên tới cái nhánh rồi. Cây sao này có hai phần đọt nên các nhà thấy có nhánh rất là nhiều. Cây sao này cao khoảng 15 mét trở lên. Thì anh Sang thấy cái móc lên trên. Thank you.
Em sẽ buộc thả cái mắc cưa xuống bên dưới để cho anh Kiệt gắn lại. Thì anh Kiệt cũng đã đổi cái mắc cưa lớn lên cho anh Sang. Ah.
nữa là có những cái mít với cây sầu riêng á. Quá tốt. Phần đọc phía đây thì em sao cũng đã cưa xong. Để anh sang cắt thêm dày dày khúc nữa rồi và chuyển qua bên phần đầu cái thỏi đó. Thì nhắm một cái hướng để cưa cái khúc này cũng to. Chuẩn bị anh Sang sẽ qua bên cái nhánh bển nè. Phần đọt bển cả nhà thấy cũng khá nhiều nhánh à. Sau này cũng rất là to. Anh cha A Sang đã buộc xiết cái máy. Anh Sang cũng đã thảy cái sợi dây qua bên phần đọt phía bển. Xuống bên dưới để cười những cái nhánh bước qua để cười những cái nhánh ngay chân chỗ anh sạch quan trọng nhất á. Cái đọt này khá to ha.
gạo của anh chị bên dưới. Rất là nhẹ nhàng, làm nhanh gọn lẹ cho đỡ mệt, không cần phải không cần thiết phải lên trên mé giống như bên đây. Thì bên đây có những cây sụi nên bắt buộc phải lên mé, còn phía bển thì nó trống cho nên Sang đã buông cái đọt xuống nhanh. Giờ thì anh Sang sẽ hạ cái máy cưa xuống bên dưới nha. Giờ anh Kiệt cũng đã dọn dẹp xong rồi và bắt đầu cưa phần gốc nha. Anh Kiệt dọn dẹp bên dưới trống rồi, chuẩn bị cưa phần gốc rồi. Chắc là sẽ cưa một cái đọt bên đây nha. Hả? Cưa hết luôn hả?
gọi là nghiên cứu cả nhà. Lấy thêm vô miếng nữa. Mình xin kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.